Mình mới mời được thêm một nhân vật nữa. Mời nữa hả? À, anh mới có thông tin mới nữa hả? Đúng rồi, là cũng là một nghệ sĩ gạo cội cùng thời với lại Bắc Nam Vũ Linh hay sao? Đúng rồi. Dạ, trời. À, đó không ai khác là nghệ sĩ Linh Tâm. Trời, vậy là trong cái show này á là có anh Linh Tý và bác Linh Tâm luôn. Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại thì em đang có mặt tại Tây Ninh, giờ này cũng gần 5 giờ chiều rồi cả nhà. Ở đây em đang đứng ở đây là chùa cả nhà, chùa Gò Cán ở Tây Ninh. Thì lần đầu tiên em cũng mới đặt chân tới chùa này, em thấy cái chùa rất là đẹp. Hôm nay thì được Tháp Tùng đi chung với lại anh Huy bột xô, bút xô cho chị Hồng Loan á cả nhà. Trong cái xô là 27 tháng 4 đó, anh Huy đang đứng lại mẹ Quan Âm. Đó. Hôm nay thì cũng thắp tùng chung với anh Huy. Này mình đi vì tấm lòng theo quý cô chú anh chị, chứ cả nhà mình cũng thông cảm cho anh Huy. Hôm nay anh Huy mặc quần đùi. Tất cả đều là tấm lòng thôi, chứ mình không có quan trọng về cái vụ quần dài quần đùi ha. Mong là cả nhà mình thông cảm ha. Chào anh Huy ạ. Dạ. Hôm nay thì em rất là vinh dự cũng như là được cái dịp là đi chung với anh Huy tới Tây Ninh để mình tiền chạm trước. Vậy cái show ngày 27 tháng 4 có sự góp mặt của Hồng Loan. Hôm nay thì trên đường về thì mình ghé đây. Anh Huy thấy chùa sao anh Huy? Chùa quá đẹp. Quá đẹp luôn. Chùa này anh biết chùa gì không? Anh hồi nãy anh có thấy là chùa Gò Cán. Gò Cán. Anh đến đây lần này chưa? Lần nào chưa? Đến được lần này lần thứ hai. Lần thứ hai hả? Ồ, anh có thể chia sẻ bà con cô bác trong đây có những cái gì không? Những tượng Phật rất là đẹp. Rất là đẹp. Không gian nhìn vô là rất là ấm cúng. Dạ, cũng như là thanh tịnh ha, vô đây cảm giác là thanh tịnh. Ở đây nè, nãy giờ em thấy anh Huy đứng đang xin mẹ cái vấn đề gì đó. Chắc có lẽ là nguyện cầu mẹ Quan Âm phù hộ cho cái show ngày 27 tháng 4 đúng không? Cho trời hoang mây tạnh, cho gặp được nhiều may mắn, dạ. Cho khán giả lại ủng hộ chương trình mình đông hơn. Khán giả yêu thương nhiều hơn ha. Đó. Rồi anh em mình đi tham quan đi nè, đi vòng vòng tham quan đi. Nãy giờ anh đứng đây anh cầu nguyện mẹ rồi. Đó. Thì cùng với Thập Tùng với anh Huy, gặp anh Huy cũng vài lần rồi cô chú anh chị. Đó. Thì cũng xin cô chú anh chị mình thông cảm ha, mình không có chuẩn bị trước, đây là một cái sự ngẫu nhiên tình cờ thôi, nên anh Huy cũng có mặc quần đùi thì không sao ha, mong cô chú anh chị mình thông cảm ha. Đó, buổi chiều rất là đẹp luôn, anh Huy đứng đây là chụp bôi hình là đẹp luôn nè anh Huy. Đó, có mặt trời nè, rồi ok anh, mặt trời chuẩn bị xuống núi nha, rất là đẹp. Wow, ở đây có thả hoa đăng nữa nè cả nhà ơi. À, trong cái show đó thì anh chia sẻ lại coi, gồm có những ai là anh Huy. Trong show đó thì mình mới mời được thêm một nhân vật nữa. Mời nữa hả? Anh mới có thông tin mới nữa hả? Đúng rồi, là cũng là một nghệ sĩ gạo cội cùng thời với lại Bắc Nam Vũ Linh hay sao? Đúng rồi. Dạ, trời. Đó không ai khác là nghệ sĩ Linh Tâm. Trời. Vậy là trong cái show này á là có anh Linh Tý và bác Linh Tâm luôn. Có đầy đủ luôn. Em nhớ lần trước nha, là khi mà đến sân khấu Trống Đồng đó thì có anh Linh Tý, có chị Hồng Loan, nhưng mà show đó thì không có bác Linh Tâm. Dạ, nhưng mà bác Linh Tâm vẫn đến để ủng hộ nha. Ở phía bên trong đúng không anh? Đúng rồi. Đó. Hôm nay thì lại được mời bác Linh Tâm phải nói là rất là vui nha. Anh mới vừa nhận được thông tin luôn hả? Chú mới trả lời. Chú mới trả lời. Lịch tới bữa đó chú tham gia được với tụi con nên vì Huy phải lên lịch là cho chú nữa ha, dạ, sắp xếp ha. Đúng rồi. Trời ơi, vui quá cả nhà ơi. Phải nói là bác Linh Tâm á, là một người bạn tri kỷ. Dạ. Và bác Linh Tâm nói với bác Nam Vũ Linh á, ba của chị Hồng Loan là như thế này, là một người thầy, một người anh và có thể là một người cha luôn á. Hôm dạ, trước em có coi trong cái clip và cũng như là trong cái tờ mà giống như là lúc mà bác Nam mất có ghi vài dòng chữ thành dạ. Kính phân u đó. Đó thì phải nói là hai ông bác Linh Tâm chuyên gia là đóng vai ông ác. Còn bác Nam Vũ Linh là đóng vai ông Thiện. Hai ông lúc nào cũng là có gọi là ăn ý trên sân khấu. Hôm nay thì chúng ta sẽ gặp người tri kỷ của bác Nam Vũ Linh, đó là bác Linh Tâm tại Tây Ninh. Đó. Quá hay luôn anh Huy đã mời được những nghệ sĩ, những ca sĩ mà phải nói là bà con cô bác rất là yêu mến đó. Dạ. Em tin chắc rằng là show ở Tây Ninh ngày 27 tháng 4 tới sẽ bà con rất là yêu thương đây, rất là ủng hộ đây. Dạ, đúng rồi. Đúng là ban tổ chức cũng thật sự là cũng muốn làm một cái chương trình phải là chất lượng, hay và ý nghĩa. Dạ. Để phục vụ cho tất cả bà con và quý vị khán giả đã yêu thương
các anh chị em nghệ sĩ như yêu thương chú Linh Tâm nè, anh Vũ Luân nè, hay Bình Tinh, bé Hồng Loan, hay Linh Tý, hay Quách Tấn Du, hay Thùy Trang và tất cả các anh chị em nghệ sĩ tham gia trong chương trình Nghĩ Về Cha. Dạ. Đó là chương trình Nghĩ Về Cha ha. Đúng rồi. Cũng là giống như cái chương trình ở Trống Đồng. Dạ. Nhưng mà có một số cô chú thay đổi nghệ sĩ. Tại có một số anh chị em nghệ sĩ bị kẹt. Dạ. Nên quý phải thay đổi qua những người khác. Có hài không anh? Không, đợt này quý đi, quý không có làm hài. Không có hài. Quý làm chủ yếu là chương trình về ca nhạc. Ca nhạc. Nhiều hơn. Nghĩ Về Cha nhiều hơn. Đúng. Dạ, phải nói là rất là hay ha. Rồi anh em mình đi tham quan tiếp đi. Dạ. À, mình vừa tham quan mình vừa tâm sự với khán giả đi cả nhà. Nó dạ. Cho nó mình hết được cái khung cảnh ở chùa đây. Thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi, anh Huy á là sẽ có những cái chương trình ở miền Tây nữa. Ồ, trong đây con mẹ Hoàng Âm rất là đẹp nè. Anh Huy đi tới chùa đây là lần thứ hai rồi hả? Thứ hai, anh được đi lần thứ hai. Dạ. Em thì may mắn là được đi với anh Huy lần này là lần đầu tiên. Phải nói là rất là vui luôn. Và được biết ngôi chùa rất là to, rất là đẹp ha nha. Rất là rộng ha. Thôi mình đi qua hướng đây đi. Của mình kia có nhạc á. Nhạc chùa nó, nhạc mấy nhạc thiền đó, bản quyền ghê lắm cô chú anh chị. Nên mình né né ra xíu. Đó. Rất là rộng ha cả nhà. À, anh Huy... À, chia sẻ cái gì cái địa điểm lại đi anh nhớ không? Dạ. À, trung tâm văn hóa thể thao Hòa Thành. Hòa Thành, anh còn nhớ là chỗ đó cách cách cái chùa Tòa Thánh là bao xa không? Khoảng 2 cây số. 2 cây số, cây mấy? Sát bên là ngay chợ Long Hoa. Ngay chợ Long Hoa. Chợ Long Hoa khoảng 200 mét. Dạ, quá hay ha. Nghĩ là tính ra là rất là gần ha cô chú anh chị. Đó là trung tâm luôn, gần trung tâm luôn. Cô chú anh chị mình có thể đi rất là dễ dàng ha. Giá vé thì đồng hạng ha anh, 150.000. Đồng hạng là 150.000. Dạ. Bên cạnh đó thì có những cái giá giá VIP hơn nữa. Thì anh Huy đang sắp xếp cũng như là để cho cô chú anh chị mình có cái giá hời, giá ưu đãi nhất ha. Đó. Thì cô chú anh chị cứ thông thả ha. Đây tới ngày 27 tháng 4 luôn mà, còn nhiều mà, còn lâu mà. Đó. Wow, ở đây đẹp quá ta ơi. Đi với anh Huy là không sai cả nhà. Anh dắt đi vô chùa đồ hay lắm. Dạ đúng rồi, đại lễ khánh thành hả, quá đẹp cả nhà ơi. Wow, quá đẹp luôn. Ủa làm bằng cái gì ta, dừa nước hả anh ơi? Ồ, trái dừa nước nè. Dạ, dạ, quá đẹp. À đây Phật A Di Đà nè, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi cũng xin cô chú anh chị mình cũng thông cảm ha, do cái vấn đề này là ngẫu nhiên thôi, có duyên á cả nhà, gọi là có duyên á, chứ mình không có sắp xếp trước nha, tất cả đều ngẫu nhiên. Nàng lăng hả ta, đẹp quá cả nhà ơi. Vô sờ lấy lọc. Sờ lấy lọc. Ồ, quá đẹp luôn. Đó. Ở đây chắc có lẽ là có rước kiệu ha. Dạ. Dạ đúng rồi, ngày qua là ngày 19 tháng 2 với mẹ Quan Âm. À, có nhiều cô chú nói là phải đi ngày hôm qua thì ngày chánh rất là đông. Trong đây là chánh điện của chú anh chị. Rồi mình vô chánh điện quay sơ sơ cho cả nhà mình xem ha. Wow. Phải nói là rất là uy nghi cổ kính cả nhà. Quá đẹp. Dạ, giống cổ quá kìa. Đây là địa tạng Vương Bồ Tát nè. Dạ. Bên đây chắc các vị La Hán ấy. À, Khai Tâm La Hán. Thập Bát La Hán á. Rộng quá. Chỗ này anh biết lâu chưa anh? Lần thứ hai. Dạ. Cái này mình phải kiếm được trụ trì ha, quen được trụ trì á, cái mình hỏi sư thầy thành lập năm nào, quá đẹp. Phải nói là rộng mênh mông bát ngát luôn cả nhà. Wow, ở trong đây có A Di Đà bự quá nè. A Di Đà rất là to luôn.
anh Huy đi lần thứ hai rồi mà ảnh vẫn còn mê cả nhà. Quá đẹp luôn. Pù Lan Báo Hiếu Lê Quang Âm nè. Phải hôm qua mình đi trúng vào ngày hôm qua thì hay ha. Trúng ngày ngày lại chánh luôn. Dạ đúng rồi. Dạ làm lễ ca nhạc gì đó. Cô chú anh chị mình nhớ nha. À, yêu thương anh Huy nè. Yêu thương chị Hồng Loan, bác Linh Tâm, anh Linh Tý, anh Hai Phủ Lưng, chị Ba Bình Tinh. Thì hãy đến vào ngày 27 tháng 4 tại nhà văn hóa trung tâm văn hóa thể thao huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để mua vé ủng hộ và xem chương trình ca nhạc với sự góp mặt của rất là nhiều ca sĩ, nghệ sĩ. Bên cạnh đó thì có chị Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sẽ giao lưu gặp gỡ đó. Dạ. Yeah. Cái bài đó nó bản quyền ghê lắm á. Mình đi vòng vòng đi xong cái mình ghé qua. À, anh Huy anh thích thả diều không? Cũng thích nè. Tuổi thơ mà. Dạ. Diễn lát nữa em dắt anh ra thả diều nha. Ở đây có một cái cánh đồng diều rất là đẹp luôn á. À, cái trò đó là không phải là để của người, trẻ em đâu, trẻ em nó thả đâu biết thả đâu chứ. Lắm của tất cả mọi người luôn. Đó, thì cả nhà mình đi tham quan xíu đi rồi anh thấy tài với anh Huy. Dạ khá là đẹp cả nhà ơi. Ờ đúng rồi, cô chú anh chị mình nó đi xem hát á, rồi xong cái mình có ghé đây nè cả nhà, mình có thể đến đến đây chùa đây để tham quan chiêm bái lễ Phật ha, khá là hay. Đẹp quá cả nhà. Em còn mê mà. Em thích đi chùa lắm. Tại vì mình đi chùa cái tâm của mình nó sẽ thanh tịnh, cảm thấy nó nhẹ nhàng cả nhà. Khi nào mình làm việc gì có lỗi ngay vô đây xin tội. Mình có tội ngay xin vô đây xin tội. Đức Phật từ bi sẽ giảm tội cho mình. Nè cả nhà, Quan Âm rất là cao ha cả nhà ha. Ở phía trước có mẹ Quan Âm rất là cao. Khuôn viên này thì không biết bao nhiêu hectare thì mình không biết, nhưng mà nó rộng lắm, đi là mỏi chân luôn á. Nói chung là chánh điện thôi là cũng rộng rồi. Dạ. Em nghĩ chắc cũng phải là 5-7 hectare gì không biết. À. Bên kia nữa kìa, mình đi chưa hết luôn á. Dạ, bên kia có tháp gì nữa kìa, nhiều lắm. Phật nằm nữa ha. Dạ. Đi luôn ha. Dạ, ok anh luôn. Dạ. Dạ. Rồi. Ồ ở đây có bán món ăn quà lưu niệm nữa nè. Đây có bảo tháp. Wow, Phật nằm nè, bên đây nè anh. Đẹp quá cả nhà. Đúng là bữa nay đi với anh Huy là không uổng phí một ngày luôn á. Rất là nhiều cái hay. Rất là nhiều cái hay, cái mới, cái lạ, cái đẹp. Dạ, có hoa ha. À, có bông hoa lên trên, dạ. 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 Ở bên đây là hôm qua là sân khấu nè. Đại lễ Khánh Thành. Khánh Thành là Khánh Thành gì ta? Khánh Thành chùa hả? Khánh Thành gì? Đảng Bồ Tát Quan Thế Âm. Lễ Khánh Đảng Bồ Tát Quan Thế Âm. Kỷ niệm 15 năm một trận đường. À, vậy là có lẽ là kỷ niệm nhớ 15 năm hay sao? Chứ không lẽ chùa thành lập khá là lâu á. Ừ. Đây, cô chú anh chị ơi. Khán giả cũng như là Phật tử đến đây mà không thể nào không chụp được tấm hình. Ít nhất là phải một tấm. Anh Huy vô đứng đi em chụp cho nè. Đó. Đứng gần gần vô. Lấy hết luôn nè, lấy hết cảnh luôn. Rồi. Ok, cảm ơn em. Dạ. Ông đẹp quá. Đẹp hơn của cô chú anh chị. Rồi bây giờ chúng ta đi ra cánh đồng diều đi nè.
Ok. Hình như là cũng tương đối là mình tham quan là đi vòng rồi đó, khá là nhiều nha, rất là rộng ha quý cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ dẫn anh. Ở đây cô chú anh chị ơi, mình ra ngoài cái chỗ Đồng Diều rồi nè, do phải đi về thành phố Hồ Chí Minh có việc gấp á nên không có ghé cho anh Huy thả diều được. Buồn 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 anh buồn chứ, lâu lâu nhỏ muốn thả diều không ta thả. đó. Bây giờ đây xin là chào cô bác cô chú anh chị. đây là anh Huy và kế bên Buồn là quá buồn quá, không anh không cho thả Hiền diều, đó, buồn quá. Bầu Hiền bầu Hiền ha cả nhà. Đó cô chú anh chị mình còn nhớ có cái clip ở trong đồng đó, em có quay anh ha. Anh Huy bữa nay làm tài xế bác tài đó, em định dẫn anh Huy ra đây thả diều nè cô chú anh chị, Đông ghê luôn á. nhưng mà anh Hải kiến giúp em cái Lâu được. Đó, ừ đúng rồi, chính xác. Ở mình có chứ. Ở bên mình có. Cái bên đây có chị gái xinh đẹp thì thả diều nó ẵm con nữa nè. Không, chú có kèm sữa có cho kèm chị ạ. Đó. Đó, kèm cà phê xong cả cảnh này. phải không gấp là em mua nhiều cho anh Huy với lại mua cây kem cho anh nhớ về tuổi thơ. Má đông cả nhà ơi. Rồi chào tạm biệt bà con Tây Ninh nha, hẹn vào ngày 27 tháng 4, có thể là 26 hoặc 25 quay trở lại á, đi sớm hơn để thả diều. Đó, tôi chị ơi, thấy rất là đông, rất là đẹp không? Chắc chàng trai thì xuống đây kiếm mấy cô gái thả diều, còn mấy cô gái thì xuống đây đứng cho mấy coi mấy chàng trai thả diều. Đông một góc trời luôn, một cái đồng diều và cũng như là nè ô tô nè, xe hơi nè, rồi thêm xe máy nè. Đó. Đó, chị bắt cá nữa kìa, chào chị. Rồi chị cười luôn. Đó, trời luôn sao có cái có hình Doraemon thú chăn nữa kìa.